Hello, welcome back. Chúng ta đi chơi game My Angela. Sự kiện gì đây? Sự kiện có hình như sao nhỉ? Thêm một cái nữa nha. Mèo đã ăn gì đâu. Đây cho bạn mèo chán cái nó. Làm ít bánh cho mèo cả. Bánh này là bánh bánh gì nhỉ? Bánh màu tím là bánh gì nhỉ? Bánh nho. À không, bánh Việt quất. Đâm luôn. Rồi, chúng ta chơi My Talking Dog. Chưa vào game mà nghe tiếng kêu rồi. No. No hết rồi này. No. Cái gì cũng no hết rồi. À. Gì cái xình nó mới hết no đi. Cái gì nó nâu nâu hết thế nhỉ? No. Nó nhảy. No. À, chó bừng ngủ.
Đây, mày còn lâu lắm. Để chơi My Talking. Ha. Chút trượt này vừa đi vệ sinh xong rồi. Ủa sao không ăn nó nhỉ? À phải bón mày đúng ở chỗ dưới cái mồm này này, chỗ giữa cằm này này. Ấy. Vẫn đòi ăn. Game này muốn có tiền chúng ta phải chỉnh thời gian lên. Hack thời gian thì mới có tiền nào. Chuột, chuột màu này đẹp đấy. Chuột chúng ta chơi Market Lily. Sao bạn này không ăn? À, đi vệ sinh nhá. Bạn trong game này đều phải đi vệ sinh nha, không ăn được. Chúng ta có 700 đô trong game. Thôi thay trang phục đi. Cái này không có thay đổi màu. Đây màu đây. Úi dồi màu này khổ. Màu này đẹp quá. Sao đi mua màu này được nhỉ? Massage dog.
Vào game này. Mà sao những màu hồng. Cái gì đây? Ta cho 200. 200 xu. Cái game này. Game này được chưa? Lớn rồi. Đó là những mini game nhỏ đấy. Mày xui cái đôi mắt đỏ này kìa. Màu chó này. Màu này đẹp thế. Nghĩ rằng là chó phát. Chó hiện tại đang bị đau mắt đỏ. Mắt đỏ lòm luôn. Tắm, mình chưa tắm. Tắm chó. Tuyệt vời rồi các bạn massage. Giờ lúc đi ngủ rồi. I'm talking Pinocchio. Chắc là nhiều tiền rồi, sau đây hôm nay vào game mình nhiều tiền này nhỉ, 3.000 xu. Trước chả có đồng nào. Ăn đây. Con game này chúng ta tăng cấp cách dễ dàng quá. Đồ ăn không nhiều mà. Hết game chưa? Đây chính là Popping Pop. Chúng ta được tặng một Dead Dog. Skip nha. Gì đây? Level 2 nhá. Thật may mắn trong game chúng ta có rất là nhiều tiền mua thôi. Mua được ăn thôi. Mua đi. Tiền rất nhiều. Chai màu đỏ này tác dụng gì?
Đấy. Xe màu đỏ, màu xanh đi. 3, 4, 4 loại màu cơ. Với chả biết tác dụng là gì. Rồi chúng ta đi chơi mai thòm. Mèo khá là buồn ngủ đấy. Thôi. Này tắm đây rồi. Bộ tắm chưa đủ đâu. Cái cách này. Nước đây phải đầy chưa? Bạn này ăn khỏe thế nhỉ? Thôi không soạn, cho đi ngủ. Còn game nào? Super Hang. Đây chính là Hang này. Super Hang. Bye.